Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Kênh video của mình chuyên review các cái dòng sản phẩm để độ xe 3 bánh, 4 bánh, máy xăng và máy điện. Các cái thông số kỹ thuật của từng chi tiết một. Hôm nay mình xin giới thiệu 3 cái bộ phụ kiện để làm cái xe 4 bánh máy xăng. Mình không nói về máy điện, hôm nay mình chỉ nói về xe làm máy xăng thôi. Thì trước mặt các bạn đây là 4 bộ phụ tùng. Đầu tiên bên trái này của mình là bộ chân ga. Đây là bộ chân ga xăng dành cho xe 3 bánh hoặc 4 bánh. Nguyên lý hoạt động của nó thì như tay ga thôi. Và nó có một cái cần để mắc cái dây ga vào đây, kéo qua con lỗ ở dưới này. Và khi mình đạp ga thì nó sẽ kéo dây ga. Đây, con chân ga này thì rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần bắt lên sàn là xong. Chuyên dùng cho xe 4 bánh dùng máy xăng, nó rất là đẹp. Và thực tế nếu như không có cái này thì anh em chế xe sẽ rất là vất vả để làm những cái việc rất là đơn giản. Tiếp theo nữa là một cái chân này là chân côn và chân phanh. Đối với những cái dòng máy có côn thì sử dụng nó rất phù hợp. Cái dòng này là dòng chân côn, chân phanh này là chân phanh thì chân phanh dầu, còn chân côn là dây côn thôi. Đây nó là tổng phanh này, rất là đẹp. Hiện thì mình còn một loại chân ga nữa nhưng mà nó đang hết hàng, thì nó cũng treo giống như con này thôi, thì sẽ làm chân ga, chân phanh và chân côn. Mọi thứ thì đều được làm sẵn hết, cho nên là mình làm xe mình chỉ thiết kế theo kiểu của mình thôi. Còn những đồ lặt vặt này đều có sẵn hàng hết. Đây, dây côn kéo vào đây, nó có con lỗ sỏ này. Còn chân phanh dầu thì khi ta đạp phanh thì nó sẽ ép vào cái cúp ben này. Rất là đơn giản và dễ làm đối với lại một số anh em làm xe máy xăng thì nó có phụ tùng rồi làm nó cũng nhàn hơn. Đây là tổng phanh cho 2 bánh, mình có thể thay cho tổng phanh của 4 bánh máy xăng. Tiếp theo nữa là mình giới thiệu đến bộ cần số. Đây là bộ cần 2 số. Cần này là sang số tiến và lùi. Còn đây là cần này là cần sang 1 số, 2 số, 3 số, 4 số. Thằng này kéo là nó tự nhả về. Giống như xe máy của mình thôi. Xe máy mình đạp số thì nó sang số và mình nhả cần số về thôi. Đấy, tiến này, lùi này, tiến này, lùi này. Còn số này thì nó sang hẳn vị trí, lùi, tiến. Cái bộ số này thì trong một video khác mình đã giới thiệu qua rồi. Thì bộ số này nó có dây số, nó sử dụng dây để kéo, nhưng cái dây của nó là đồng thời có thể đẩy được. Đấy, cho nên là nó rất hay. Là đối với này, anh em chế xe thì có thể dùng dây để đi theo kiểu lòng vòng. Và đều là đi được, đi dây nó nhàn. Vừa kéo được, vừa đẩy được. Đấy, cái này nó phù hợp với những cái xe máy mà mình dùng số lùi chụp các đăng và dùng nguyên số của xe máy. Thì đối với xe máy thì mình cũng chỉ cần làm như thế là được rồi. Chỉ cần tiến và lùi và sang số. Sang số thì mình sang trên đúng cái số của xe máy thôi. Đấy. Bản thân cái xe máy nó đã có số rồi. Nếu như mình mua thêm số lam tạ nữa thì nó thực sự là rất phí. Và tự nhiên chi phí nó sẽ tăng lên một khoản nữa. Và nó không hợp lý cho lắm. Đấy, thì mình tận dụng cái xe của xe máy nó có số sẵn. Còn nếu như mà anh em mình làm cho nó khỏe hơn thì mà mua thêm một cái số phụ nữa lắp lên cái đầu cầu. Đấy, số phụ lắp lên cầu là được, nó sẽ đỡ phức tạp cho cái xe của mình. Và đây nữa là cái này là cái cần số. Cần này thì để làm xe 3 bánh là chính thôi. Đối với những cái dòng xe 3 bánh chế thành xe 2 bánh chế thành xe 3 bánh máy xăng thì đối với những người khuyết tật thì người ta chân tay yếu thì dùng cái cần này.
Cái cần này thì nó bắt luôn vào cái hộp số lùi. Và đây là cái hộp số lùi của nó. Đây, đây là hộp số lùi khi mình nắp lên. Thì mình chỉ cần tháo cái cần này ra. Đấy, nắp cái hộp số lùi đúng vào vị trí này. Là ta sẽ có một cái tay số sang số tiến số lùi dành cho những người người ta bị thương binh hay là người chân yếu, tay yếu. Đây là trọn bộ của nó, từng món một. Thì anh em cân nhắc những cái món nào để làm xe cho nó dễ dàng thì mình sẽ lựa chọn cho nó làm cho nó dễ đỡ phải chế nó không đẹp mà nó rất là mất thời gian đấy. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh cho mình. Cái việc đăng ký kênh thì nó không có mất phí, nó rất là hoàn toàn là miễn phí. Đăng ký kênh, ấn nút like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ là ấn thêm cái biểu tượng chuông thông báo thì mỗi khi có video mới ra là các bạn sẽ nhận được ngay thôi. Đấy. Mọi cái giá thành của sản phẩm này thì mình sẽ comment ở dưới phần mô tả. Các bạn xem ở dưới phần mô tả sẽ có giá của từng món một. Đấy. Cái cần này thì phải làm thêm một bộ và là hai cái dây nó mới đủ. Đấy. Số thì tới lùi thì ở một cái video trước mình đã giới thiệu về các cái loại hộp số tiến và lùi cho nó dễ sử dụng rồi. Thì mọi người nếu xem cái hộp số tiến lùi thì vui lòng xem ở cái video trước mà có tổng hợp tất cả các loại hộp số lùi. Trong cái video tới đây mình sẽ làm về tất cả các cái loại cầu về xe điện, cầu sau. Và còn video tiếp nữa là sẽ làm về tất cả các loại cầu trước. Đấy. Trong một số video thì cũng đã có làm về cái cầu trước hệ thống treo chữ A rồi. Đấy. Còn hệ thống treo độc lập một giảm sóc và cầu thẳng nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.